thì biết cái lịch sử đó với ông này thì đó ông bùa đổ ban cũng giỏi lắm, ông bà thượng thoại nè. Trời ơi, thầy Huy Thượng nó hay dữ lắm nha. Dạ, ông kể. Giỏi thì thấy ghê nha. Ông muốn đi qua sông ha, ông ngồi trên cái lá là qua sông đó. Cái lên người ta leo lên đông người quá, cái sao có những người ta lên tôi thấy rắn quấn trọn mình. Đi xuống người ta hết hồn, tôi xuống hỏi, không dám nói. Rồi người này người kia thấy không dám nói, tự động leo ai leo lên thấy xuống không dám nói. Cái đó là thời đó là đúng ra là do ông nội tôi cũng kể đó. Thì nghe nói người ta bước lên trên kia một cái hốc rất là to, thì cái cặp gắn sống trong cái cây này. Bà vô bà dở cái nồi để lấy bưng xuống nhà bếp để mà nấu nướng. Bà dở cái nồi lên là rắn nó nằm phanh tròn ở trong cái đáy nồi nằm dưới á. Tối mấy ông mà mấy bà ngủ hết rồi, mấy ông bò ra nằm quanh trên dép trên guốc độ vậy đó cho mấy thấy. Anh Thuận, bây giờ anh dắt em đi đâu anh Thuận? Vậy giờ em muốn đi những cái địa điểm nào nè? Bây giờ em muốn đi một địa điểm mà trong đó có những cái di tích nè, trong đó có những cái điều huyền bí nè, trong đó có Phật tự nè. Ở Cao Lãnh có một cái địa điểm là nó tổng hợp đầy đủ những cái yếu tố mà em cần, thậm chí là nó nhiều hơn nữa. Dạ. Nó vừa có cái huyền bí nè. Dạ. Rồi nó vừa có một cái ngôi cổ tự nè. Rồi. Có một cái ngôi mộ cổ nè. Rồi. Có một cái miễu cổ nè. Có rồi. Một cái đặc biệt cái gì, nơi đây là có một cái cây rất là lớn và mang nhiều cái chuyện truyền thuyết liên quan tới cái cây đó, đó chính là chùa Lâm Dồ. Bây giờ mình đi gần tới chùa anh. Bây giờ thì mong là anh Thượng sẽ giới thiệu Quang những địa điểm đó cũng như giới thiệu cho các bạn về ngôi chùa đặc biệt của Cao Lãnh. Thì bây giờ cùng bước chân của Quang và anh Thuận đi vào chùa nhé. Và nơi đây còn gọi là chùa Kim Quang nữa nha mọi người. Trước tiên khi vô đến ngôi chùa của mình thì chúng ta sẽ đến mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đối với Quan là đây là một bức tượng gọi là lớn nhất Cao Lãnh từ trước đến nay. Thì khi mà đến đây chúng ta sẽ ngắm nhìn tượng của mẹ Quan Âm rất là đẹp luôn. Thì mong là bức tượng này cũng là một trong những bức tượng đặc biệt khi mà đến ngôi chùa Kim Quang của mình. Thì mọi người cùng Quan ngắm nhìn về bức tượng mẹ Quan Âm, cũng như là tìm gặp được một vị để hỏi thăm về là bức tượng này cao bao nhiêu nè, xây dựng từ năm nào và kết thúc hoàn thành luôn là từ năm nào. Vậy ha. Nói luôn đi anh ha, tại giờ lỡ gặp anh. Anh thì thật sự nếu mà đến đây thì em cũng biết là anh cũng là một Phật tử đây luôn hay là sao? Dạ, Phật tử đây. Phật tử đây luôn dạ. Ha. Như vậy thì em không biết là mẹ Quan Âm á thì rất là to, rất là đẹp. Thì cái năm cũng như là cái ngày hoàn thành luôn là từ năm mấy tới năm mấy anh biết không? Thì cái tôn tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm này được xây dựng khoảng tháng 5 năm 2015. Dạ. Hoàn thành khoảng tháng 6 năm 2016. 15, 16 là khoảng 1 năm thôi. Dạ, 1 năm, hơn 1 năm. Dạ. Dạ. Như vậy thì cái bức tượng này về cái chiều cao là bao nhiêu? Cái từ tính từ dưới đế lên tới cái thành trên chỗ hai hang động đó là khoảng 3 mét. Rồi chiều cao lên là 15 mét, là tổng cộng diện tích 18 mét. À, như vậy là em được biết thông tin là đây là bức tượng mẹ Quán Thế Âm là cao, có thể là tính đến địa điểm này là cao nhất của đúng Cao Lãnh luôn, dạ, của Đồng Tháp luôn. Dạ. Dạ. Thì đó là cũng là một cái thông tin rất là hay mà nếu đến với chùa Kim Quang để cho mọi người có thể là tham quan viễn cảnh và ngắm nhìn Đức Mẹ Quán Âm cực kỳ đẹp như thế này. Thì em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. Thì anh đi viếng chùa đi. Dạ. Bây giờ Quang cùng mọi người để thăm ngôi chính điện của chúng ta, rất là to, rất là rộng, mà cũng như là cái sự miêm mại khi mà xây dựng bên những cái lối kiến trúc gọi là không có quá hiện đại cũng không có quá cổ xưa, nó miêm mại nhẹ nhàng lắm. Thì đi vào bên trong nhé, và chúng ta có thể gặp anh Thuận. Anh Thuận ơi, thì đến đây thì em gặp là ngôi chính điện của mình cũng giống như tất cả các ngôi chính điện khác của ngôi chùa. Tuy nhiên thì khi em thấy được những cái vị Phật được đặt để rất là tuyệt đẹp như thế này thì anh có cái cảm tưởng như thế nào khi đến với cái chính điện của chúng ta không? Thì đối với những cái ngôi chùa Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc Tông đó, thì cái cách bố trí ở trong chùa cũng có nhiều, đa số là bố trí là có theo một cái quy luật là giống nhau. Thì đối với chùa Kim Quang thì mặc dù là một cái ngôi cổ tự lâu đời nhưng mà đã được trùng tu lại sau này là cho to rộng hơn. Thì chúng ta thấy là cái chánh điện á là rất là thoáng,
và cao để đáp ứng được cái nhu cầu mà khi mà Phật tử họ tới đông á, để mà tụng kinh đó thì sẽ thoáng hơn. Và cái lối bố trí ở trong chánh điện thì cũng rất là trang nghiêm, chứ nó không có rườm rà quá, nhưng mà nó cũng đầy đủ bài bản những cái tượng thờ theo Phật giáo Bắc Tông. Phía trên cùng đó là Phật Thích Ca đó, hai bên là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương. Rồi bên dưới cái nấc thứ hai đó là Tam Thế Phật, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi phía bên dưới nữa là Dược Sư Phật, bảy cái vị Phật Dược Sư. Như vậy thì là cũng không có cái sự bố trí quá rườm rà để tạo cho một cái sự trang nghiêm. Dạ dạ. Cái đầu tiên á, là mình phải kể tới cái chuyện đầu tiên ngày xưa đó. Là Hòa Thượng Thoại á, ổng là người ở ngoài cái chùa Hòa Long. Là cái hồi đó là ở ngoài Hòa Long á. Rồi ổng mới vô trong này cái yên tịnh để ổng tu. Ổng là người sai sáng cái chùa Hòa Long. Rồi cái chùa này là cái chùa Lâm Dồ. Nhưng mà sau khi cái cây Lâm Dồ này á, đến cái thời hiện bây giờ là tới thời ông Tư á, thì ông đặt cái chùa này là Kim Quang, là cái tục gọi là chùa Lâm Dồ. Rồi bây giờ là chùa Kim Quang. Rồi bà năm Phước này nè, hồi đó bà mới hiến đất cho chùa, hiến đất cho chùa từ cái mí đường này mà trở xuống tới kinh số 7, bà hiến đất chùa. Đất này là đất của bà Năm Phước nè. Anh Thuận ơi, thì cái khu vực mộ này là của ai vậy anh Thuận? Đây là cái khu mộ cổ của bà Năm Phước. Bà Năm Phước là một cái vị đại thí chủ là có công hiến đất để mà xây cái chùa này. Và bà cũng là người bỏ cái tiền ra để cất cái chùa. Thì bà Năm Phước á, là một trong bốn cái vị mà gọi là giàu nhất xứ của Cao Lãnh ngày xưa. Ngày xưa là ở Cao Lãnh, em biết là có một cái câu là nhất hiển nhì vinh tam ninh tứ phước. Nhất hiển nhì vinh tam ninh tứ phước là ba bốn cái người, tên bốn cái người mà giàu nhất của Cao Lãnh thời đó là ông hội đồng Lê Quang Hiển, ông hội đồng Vinh, hay gọi là hội đồng Chính, rồi là Ninh là ông hội đồng Nguyễn Hàm Ninh, là cha của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đó, và tứ là Phước là bà Năm Phước, là chính là bà Nguyễn Thị Phước đây. Thì bà Năm Phước á, là bà là người của cái làng, sanh ra ở làng Mỹ Trà này, và là một cái vị đại điền chủ rất là yêu nước, và bà rất là có cái lòng hảo tâm á, là bà thường làm những cái việc công đức như là đắp đường, rồi xây cầu, rồi đào kinh. Khi mà dân chúng mà bị mất mùa đó thì bà cũng đem ra chẩn tế rất là nhiều. Và do đó là khi mà các cái phong trào yêu nước chống Pháp nổi lên á, nhất là khi mà ông Cường Đế từ ở bên Nhật về mà vận động các cái phong trào yêu nước đó, thì bà đã hùng cho cái phong trào yêu nước của ông Cường Đế là 2.000 đồng bạc Đông Dương, lúc đó là một số tiền rất là khủng khiếp. Và do đó là khi mà bà mất đi đó, thì bà được ông cử nhân Võ Hoành, ông cử Hoành đó, đi điếu cho một cái đôi câu đối rất là nổi tiếng, đó là nhất sanh thiên đế giám, chung cuộc quốc dân tri. Có nghĩa là một đời của bà sanh ra thì trời cao soi thấu, khi mà bà mất đi thì cả quốc dân đồng bào đều tri ân của bà. Tức là cái điều đầu tiên khi mà anh kể rất là nhiều câu chuyện lịch sử về bà, thì cái điều đặc biệt của nơi đây là nơi đây là khu mộ nằm trong ngôi chùa mà bà đã hiến đất xây dựng nên ngôi chùa ngày nay. Thì cho nên điều đó là đối với em là khi mà người ta giàu không biết bao nhiêu, nhưng mà khi người ta để lại đây chính là những cái phước đức và cái công đức người ta để lại, và nhìn nhận những cái giá trị cái vô cùng to lớn, cái tiếng thơm để lại cho đời. Nhưng mà chúng ta biết là ngôi mộ này ở đây không phải là cái ngôi mộ lúc mà bà mất người ta chôn bà ở đây, mà là ngày xưa đó là cái ngôi mộ bà nằm ở cái ngoài cái khu vực bây giờ là cái lòng của cái hồ ở ngoài công viên Văn Miếu á. Thì khi mà làm cái công viên Văn Miếu thì người ta mới dời mộ của bà, di dời toàn bộ cái khối mộ đó đem về đây, và toàn bộ những cái này là cái ngôi mộ gốc là người ta đem về đây người ta ráp lại thôi. Đó, mộ của bà vẫn còn giữ nguyên, và cái kiến trúc nghệ thuật của ngôi mộ của bà rất là đặc sắc. Đây là một cái kiến trúc nghệ thuật mộ đá bằng đá ong, bằng đá xanh, và được chạm chỗ rất là tinh xảo khéo léo, và theo cái phong cách của cái mộ cổ của người Nam Bộ rất là đặc trưng. Em thấy là ở phía trước đi vào đó thì có cái bình bình phong tiền nè. Rồi là cái
cái vòng thành, hai cái vòng thành, nó có hai vòng thành, còn hai cái trụ biểu nè. Rồi bia mộ á, thì cái cổng mộ giống như là ngôi nhà vậy đó, nó phải có cái cổng mộ nè. Rồi đi vào bên trong đó thì cái nấm mộ đó hình giống như con quy á. Rồi phía sau là cái bình phong hậu. Nói chung là đây là một cái ngôi mộ mà có một cái nét kiến trúc mỹ thuật rất là đặc sắc của Nam Bộ, và nó thể hiện rõ cái kiểu mộ ta, mộ cổ của người Nam Bộ. Dạ. Anh bây giờ thì thôi anh em mình có đàn cá đó, thôi anh em mình đi thả cá. Vậy đi ha. Ở đây có một cái chỗ phóng xanh rất là đẹp. Vậy đi ha. Thôi bây giờ anh em mình đi qua đó ha. Dạ. Ok. Chúng ta nuôi tăng cánh, chúng ta nuôi phật, chúng ta nuôi pháp, chúng ta nuôi tăng, chúng ta nuôi phật Phật tòa địa ngục, chúng ta nuôi pháp Phật đoàn ngã quỷ, chúng ta nuôi tăng cánh đoàn thân. Khổ là vô đây là đã xác định là cây này là 300 năm. 300 năm. Nhà khảo cổ đó nghe. Dạ. Cái mọi người ơi, mà Quang sẽ quay lại cho mọi người xem một tí. Quang Vinh Thuận với mấy chú sẽ lại đây, mình sẽ nói về cái cây lâm dồ có nhiều sự tích và giải thoại ở đây. Đây nha mọi người. Hiện tại thì mình đã đến cây sạp với cái giá trị về lịch sử là hơn 300 năm do một nhà khảo cổ đến đây thì họ xác định được cái niên đại mọi người. Và đây cũng là có rất là nhiều giai thoại, là có một cái cặp rắn khổng lồ sống tại nơi đây và một vị ẩn tu trên cái cây sạp này. Cho nên là mình cũng xin phép xong rồi mình quay, thì mong là cái buổi quay ngày hôm nay sẽ có những cái hiện tượng xuất hiện trên ống kính của Quang. Thì không biết là mọi người thấy như thế nào, như đối với Quang là đây là một cái cây rất là to, mà không biết nếu mà xét về cái chiều rộng á anh Thuận thì bao nhiêu người, anh nghĩ bao nhiêu người ôm được? Năm sáu người ôm ha. Mọi người thấy không, đây là mình quay xung quanh đây rồi mình hỏi thêm. À chị cho em hỏi là thường là chị lên đây là làm hoa như vậy hay là sao? Một tháng hai kỳ chị lại dâng hoa cho đẹp vì cúng Phật á. Vậy ha. Ở đây là bà con mình tin tưởng cái cây cũng như là Phật ở đây thì thấy Phật cô đơn mình cũng cô đơn, như Phật mình lại trúng. Dạ cảm ơn chị nhiều. Lại trúng mình trúng. Thì tôi thì cũng nghe lại thôi. Đây là bà già của anh Xui. Hồi đó nói đây cây sợp là bự lắm, thì có ông chùa ông Hòa Thượng Thoại nè. Ông lên đó để ông tịnh. Đó, nhưng mà ông đó cũng độ dân thế là người bị bệnh tà ma quỷ quái đó ông luyện. Mà trên cái cây sợp này nó ông không à, nhưng mà ông có cái hang là cái lỗ á, ông bắt cái miếng dán ngựa trên là chỉ có mình ông lên đó làm ở được thôi chứ không ai ở được. Cái năm đó là không nhớ, cái bà xưa cũng có kể lại nhưng mà không biết cái năm đó là năm mấy đó, tay nó vô đây nó guồng bố nè. Cái hỏi vô chùa kiếm hòa thượng, không có hòa thượng đó, mấy bà này chỉ ổng tịnh trên đó đó. Cái nó leo lên, ông nó túa ra, nó bún ra, nó giận vô, nó đốt chùa này đó, mới đặt cái chùa Lam Dồ, sửa là cái chùa trái nữa, một thời gian. Thì biết cái lịch sử đó, như ông này thì đó, ông đùa đó ban cũng giỏi lắm, ông bà thượng Thoại nè. Trời ơi, thầy Huy Thượng nó hay dữ lắm nha, bùa ổng giỏi thấy ghê nha. Ổng muốn đi qua sông á, ổng ngồi trên cái lá là qua sông đó. Thì thật sự là đối với Quang đi xung quanh này nè, ở đây có những cái hốc như thế này, thì Quang nhìn vô trong kia thì cũng không có thấy gì đâu mọi người. Còn thấy hay không là do mọi người nghe đó, mọi người thấy không? Cái hốc rất là xa xa trong kia. Không biết là trên đây là cái đường cầu thang lên là đường lúc trước là đường nào nè nha. Không biết phải đường này hay không nè. Lên trên kia rất là to, là một cái chảng rất là to luôn, giống như là một cái gọi là cái lầu thượng của cái cây á, đó trên kia đó. Thì nghe nói người ta bước lên trên kia một cái hốc rất là to, thì cái cặp rắn sống trong cái cây này. Thì không biết có hay không, nhưng mà tuy nhiên khi mình nhìn được cái điều đặc biệt, khi mà ngước lên nhìn như thế này, đều có những cái chư thần chư vị, những cái cây lớn như thế này đều có những chư thần chư vị tại nơi đây. Thì mong là hôm nay cho phép con quay nha mấy vị, để cho có một cái đề tài hay gửi đến mọi người về cái ngôi chùa của mình, là có một cái cây rất là linh thiêng như thế này. Thì bây giờ mình qua mình gặp anh Thuận, anh Thuận chia sẻ nhiều hơn. Wow, Quang mới gặp có điều gì đó, không biết là do cặp mắt mình thoáng hay không. Thì cái lúc mà ông hai ông về đây á, thì ông có làm một số bệnh, làm cái bệnh rồi ông mới lên trên cái cây sợp này, ông có để cái bộ ngựa ở trên á,
cái miếng dán ngựa. À, nguyên một cái bộ ngựa bị nguyên cái bộ ngựa ba miếng. Bên đó là nó có bự gì luôn, bự lắm. Tặng coi như là cái am. Cái am cái cốc đó. Trời, ổng mới có cầu thang đi lên, có tay vịn đàng hoàng. Cái thời đó nó là cái lúc mà ổng lên thỉnh cái thời Pháp á. Dạ. Thì cái lúc đó là ổng lên ổng tỉnh thì lúc đó Pháp nó thấy lạ. Nó muốn leo lên nhưng mà nó bị ổng đánh. Dạ. Nó chạy xuống. Rồi nó tức nhưng mà không biết cái đốt chùa này nó có nguyên nhân đó không em. Dạ. Nhưng mà sau này đốt cái chùa đó rồi ở dân Mỹ luôn nó đầu xuống nó cất lại mà ông nói để ông mặn cất nhưng mà thật sự ông mặn hoài cất không được. Ở Mỹ luôn mới đục đẽo cái chùa cất lại cái chùa sao cái chùa cây sao. Yeah. À, rồi ông á thì bệnh rất là giỏi, đặc biệt là bệnh tà, bệnh điên rồi đó. Cái sau này cái ông lên trên đó ông tịnh rồi cái phần thử rồi người ta thấy vậy đó người ta mới leo người ta coi thử coi ông làm sao mà ông lên ông ở trển rồi nhưng mà ông cũng lên xuống dưới chùa. Ông trị bệnh ở dưới chùa. Ông chỉ lên đó ông tịnh ông tu thôi. Cái lên người ta leo lên đông người quá cái sao có những người ta lên tôi thấy rắn quấn trọn mình đó. Đi xuống người ta hết hồn tôi xuống hỏi không dám nói rồi người này người kia thấy không dám nói tự động leo ai leo lên thấy xuống không dám nói cái đó là thời đó là đúng ra là do ông nội tôi cũng kể đó anh Thuận. Sau khi mà anh em mình cũng biết về cái giai thoại về cái cây gọi là cây sọp này á hơn 300 năm thì anh thấy khi mà bước tới cái cây to như thế này anh có cảm xúc như thế nào không? Ở cái thời đại bây giờ nhất là ở những cái vùng mà nó đô thị quá nhanh á thì những cái dấu tích của những cái thời quan sơ ngày xưa, cái thời mà thời khai quang mở cõi của cái lưu dân người Việt mình vào trong cái Nam Bộ này nó rất là hiếm hoi. Là giờ cái thấy rõ nhất đó là những cái cây rừng lớn ngày xưa mà nó còn tồn tại đến bây giờ thì cái cây sọp này là một trong số rất ít những cái cây lớn có hàng vài trăm năm tuổi mà còn lại được trên cái mảnh đất này cho đến ngày nay. Và đây là một trong những cái gọi là cây di sản luôn đó. Dạ. Nó cần được bảo tồn và gìn giữ để mà người đời sau có thể là biết được về cái sự hình thành phát triển của cái vùng đất của mình nó gắn liền với những cái cây cụ thể là những cái cây lớn như thế này. Và những cái cây thường đó là những cái cây lớn như thế này thì nó lại rất là gắn bó với những cái nơi di tích liên quan đến đình chùa miếu. Và nó là cũng là một trong những cái nơi mà được người dân theo cái tín ngưỡng dân gian cho là linh thiêng, tại vì thường những cái cây lớn thì người ta đều cho là có thần ngự ở đó và do đó là cái giá trị về mặt ngoài cái giá trị về mặt di sản, giá trị về mặt lịch sử thì cái giá trị về mặt tâm linh của những cái cây như thế này rất là lớn. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà giờ theo em á nha, khi mà nhìn giống như một người gọi là ngoại đạo không biết quá nhiều về những cái lịch sử giống như anh Thuận á thì em đánh giá là đây là một trong những cái cây đối với em là lớn nhất từ trước tới nay mà em đã từng đi qua những cái địa danh. Coi như là mấy cái Phật tử mà đi đến đây đó người ta nghe đồn nói chùa này cho mà rắn quá ha. Nhưng mà sao đi vòng vòng nãy giờ không thấy rắn ha. Mới vừa nói xong xuôi cái bà vô bà dở cái nồi để lấy bưng xuống nhà bếp để mà nấu nướng. Bà dở cái nồi lên là rắn nó nằm một khoanh tròn ở trong cái đáy nồi nằm dưới á. Bà la làng. À, tôi thấy cái đó là cái linh đó. Yeah. Bởi vì mình muốn đi lại đây cho thấy rắn nhưng mà sao đi nãy giờ không thấy. Yeah, yeah. Rồi bây giờ nói trong bụng như vậy rồi trong chút xíu là dở ra là có thấy rắn liền la làng luôn. Yeah. Yeah. Cái đó là tôi thấy có. Yeah. Cái chùa này linh lắm. Hồi đó đang mấy bà mà ở trên Mỹ Hiệp đi xuống mà đám dỗ ông thầy Huệ Thượng là ông Huệ Thiện Thoại đó ha. Là đi xuống đó mấy bà nói trời ơi nghe nói chùa này rắn dữ lắm mà sao không thấy. Tối mấy ông mấy bà ngủ để hồi đó mang guốc không đâu có dép.
tối mấy ông mà mấy bà ngủ hết rồi mấy ông bò ra, bò ra nằm khoanh trên dép trên guốc đồ vậy đó cho mấy thấy. Chứ mấy bà nói à, hồi đó nghe nói rắn mà sao không thấy đó, mấy ông cho thấy. Thật sự khi mà nghe về cái giai thoại về cái cây sạp đó, thật sự nếu mà đối với những người dân của miền Tây của mình á thì có rất là nhiều câu chuyện về những rắn hay là những cái cây linh thiêng. Tuy nhiên đây là một cái sự tích mà đối với con khi nghe qua thì rất là nhiều người chứng kiến, rất nhiều người kể lại, vì ai cũng kể trùng lặp như vậy hết. Thì con tin chắc chắn đó là sự thật. Chứ nếu không có sự thật không ai kể vậy đâu. Nhưng tuy dân gian thì mỗi người có một cái niềm tin khác nhau, nhưng cái niềm tin ở đây thì rất là nhiều người chứng kiến. Đó. À, như vậy là đây là sông Tiền đúng không chú? Đúng rồi, sông Tiền đó. Sông Tiền bao nhiêu giai thoại ha? Ông Ngược nè, rồi mấy ông cá lớn lớn nè. Ông Năm Trèo nè. ông Năm Trèo nằm ở trên kia. Dầm Nao. Cái dầm Nao bây giờ ít sóng vỗ hơn cái hồn mới Hòa Bình ta. Hồi Hòa Bình đi ghe ngang á. Sóng vỗ ghê hồn luôn á. Xoáy nước quá nhiều luôn. Bây giờ làm như cái bồi lắng nhiều quá. Thành ra cái chỗ dầm Nao như ngã ba chỗ dầm Nao như nhỏ lại rồi. Ít thấy nguy hiểm hơn ngày xưa. Lãng mạn quá ha. Đi mấy chú ấy. Cái đường đi xuống dưới mấy sông để mà mấy ở chùa thường phóng sanh. Nếu mà những Phật tử nào có gần nơi đây thì nếu mà có cái tấm lòng phóng sanh thì mình không có cần phải làm sấm phanh để được phước đức hay là gì hết, chỉ là mình muốn phóng sanh thôi thì có thể đến ngôi chùa của mình ngắm cảnh viễn cảnh ngôi chùa rồi đến đây phóng sanh luôn. Cảnh rất là đẹp. Dạ. Bố đi. Đó, muốn thả trong thả ngoài thả. Rồi thả trong đi cho thấy cá. Nam mô Di Đà Phật nha, đi nha mày. Còn sót còn nào không đó? Làm tiếp. Trời, bu đi. Đây là cá gì vậy? Cá rô. Cá rô. Cá rô. Đi đừng vô lưới ai nha mày. Cá rô. Ra xong nó mát. Con nữa. 4 thùng. Cuối này cả ký dạng sao nặng dữ vậy nào quá. Có 2 ký vậy. Ký vậy. Hai ơi. Chú có gì từ gì nhà đó không? Phóng sành nó luôn. Phóng sành luôn. Về với Trời, phóng dưới như con cá mập vậy đó. Rồi ta đi á, tự leo lên nha. Có chuyện nhỏ. Nắm dây kìa. Nói về những cái điều hay ho cũng như là những cái sự tích của ngôi chùa thì có rất rất là nhiều. Tuy nhiên thì bây giờ cũng là quá trưa thì anh em mình sẽ xin tạm dừng tại đây để tiếp tục cái cuộc hành trình sắp tới. Và mong là cái video này sẽ có được rất là nhiều cái kiến thức cũng như là những cái thông tin hay của ngôi chùa Kim Quang này. Thôi giờ anh em mình tiếp tục cái chùa hành trình ha. Rồi, chào mọi người.